Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và xin chào gặp lại quý vị vẫn theo dõi chương trình Chào Buổi Tối và chương trình đầu tuần ngày 22 tháng 6 xin được bắt đầu. Và Hương Giang xin chào Nguyễn Ngọc Mùi. Tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, xin chào quý vị và xin chào Hương Giang. Dạ thưa quý vị, tình hình virus corona rất là căng thẳng và hiện nay thì truyền thông cho biết là tòa Bạch Ốc đang chuẩn bị cái tinh thần đối phó với cái đợt bùng phát thứ hai vào mùa fall, tức là vào mùa thu năm nay. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết những cái thông tin về virus corona, Huy Giang muốn chia sẻ với quý vị, mà quý vị nào cuối tuần vừa qua ngày thứ bảy ngồi trước truyền hình xem cái buổi vận động tái tranh cử đầu tiên của Tổng thống Donald Trump ở Tulsa sau gần 3 tháng, tức là hồi đầu tháng 3 cho đến nay, thì đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump tổ chức vận động tái tranh cử. Và quý vị biết là trước đó thì tình hình diễn ra căng thẳng. Thứ nhất là đầu tiên là ông rơi vào cái ngày Juneteenth, sau đó thì ông chuyển qua ngày thứ bảy, và tại cái thành phố Tulsa là cái thành phố mà mấy chục năm trước người Mỹ trắng đã gây ra cái vụ thảm sát khoảng 300 người Mỹ da đen chết và phá nát cái khu phố thịnh vượng của người da đen. Thưa quý vị, và trước đó, trước khi mà cái buổi tập hợp này diễn ra thì quý vị xem truyền thông, quý vị thấy là ban vận động tranh cử của ông Donald Trump thông báo là đã có cả 1 triệu người ghi danh để lấy vé đi tham dự cái buổi tập hợp này. Và trong chương trình là tổng thống sẽ có bài phát biểu ở bên trong cái khán phòng, sau đó là tổng thống sẽ có bài phát biểu cho người ở bên ngoài. Dự tính là khán đài, khán phòng sẽ chật kín, 19.200 ghế là sẽ chật kín. Và bởi vì thưa quý vị, đúng ra là bởi vì ban vận động tranh cử của tổng thống cũng như tổng thống là liên tục nhắc về cái vấn đề này, tức là người ta sẽ tới tham dự cái buổi này rất là đông, và người ta đã đánh bóng ngay từ đầu. Chính vì vậy mà thu hút sự chú ý là thực ra cái con số cuối cùng là có bao nhiêu người tham dự. Thưa quý vị, theo sở cứu hỏa của thành phố Tulsa là trong tối thứ bảy có khoảng 6.200 người đã đến tham dự cái buổi vận động tranh cử của ông Donald Trump. Tức là thưa quý vị, gần nửa khán phòng là không có cái ghế, còn rất là trống. Và phần lớn những người tham dự thì họ không có mang mặt nạ, không có mang khẩu trang. Cái tinh thần thì vẫn hừng hực như tất cả những cái buổi vận động tranh cử khác của Tổng thống. Họ rất là excited. Nhưng mà quý vị biết là điều này ngay từ đầu thì Tổng thống đã chỉ trích truyền thông và đổ lỗi cho truyền thông, chính vì truyền thông, chính vì người biểu tình mà những người ủng hộ ông đã không có đến tham dự đầy đủ như vậy. Bởi vì truyền thông cứ luôn mồm kêu gọi là đừng có nên tới, đừng có tới đó, thế này thế kia nguy hiểm. Và người biểu tình theo lời của ban vận động tranh cử của ông Donald Trump là những người biểu tình làm cho những người ủng hộ ông Donald Trump sợ, không có dám tới đây. Thưa quý vị, nhưng mà thực ra ở bên ngoài người biểu tình khoảng vài trăm người và biểu tình hết sức là ôn hòa, và chỉ có một người bị bắt giữ mà thôi. Bây giờ tổng thống nói gì trong cái bài phát biểu ngày hôm qua? Thưa quý vị, bài phát biểu ngày hôm qua gần 2 tiếng đồng hồ, không có gì mới. Tổng thống không có đưa ra được những cái thông tin mới cũng như là những chiến lược, chương trình nghị sự của ông. Và ông đã, thưa quý vị, như mọi lần chỉ trích than phiền rất là nhiều. Nhưng mà có một điểm đáng chú ý, đó là quý vị biết là tổng thống đã bảo rằng là hiện nay đó, cái con số mà người nhiễm virus corona tại Mỹ nó cao như vậy là do Mỹ xét nghiệm nhiều quá. Xét nghiệm càng nhiều thì nó càng ra những cái ca nhiễm virus corona. Chính vì vậy tôi đã chỉ thị, tôi đã yêu cầu nhân viên làm chậm cái xét nghiệm này lại. Thưa quý vị, cái tuyên bố này nó gây ra vấn đề ngay lập tức. Bởi vì chúng ta biết là các nhà khoa học, các chuyên viên về y tế cộng đồng, họ bảo rằng vào lúc mà chúng ta chưa có thuốc chủng ngừa, chưa có thuốc điều trị chính thức, mà chúng ta đang đối mặt với cái mùa thu khi mà mùa cúm đã tới, thì chỉ có một trong những cách mà có thể làm giảm cái lây lan virus corona, đó là xét nghiệm để tìm ra người nhiễm bệnh, xong rồi bắt đầu tracing, tức là quý vị biết là tìm ra để truy ra những ai đã tiếp xúc với những bệnh nhân này, và để cho làm giảm cái lây lan. Thì tổng thống lại đưa ra một cái tuyên bố là ông đã yêu cầu chỉ thị nhân viên của mình là làm chậm lại cái xét nghiệm. Thưa quý vị, trước đó quý vị có biết là lâu nay đó thì tổng thống vẫn đưa cái ý kiến này ra. Ông bảo là cái chuyện mà Mỹ có nhiều ca nhiễm virus corona như vậy
Vào ngày hôm nay, nước Mỹ có hơn 2 triệu 3 người đã nhiễm virus corona và cái con số tử vong là hơn 122.000 người. Và ông lâu nay ông bảo rằng là có nhiều người nhiễm như vậy là do cái xét nghiệm của Mỹ nhiều, xét nghiệm của Mỹ rất beautiful. Và bây giờ ông tuyên bố là tôi đã yêu cầu nhân viên của tôi làm chậm cái xét nghiệm lại, xét nghiệm chậm lại. Và nó gây ra rắc rối ở đây. Điểm thứ hai nữa bị mổ xẻ cũng khá nhiều, đó là Tổng thống lại một lần nữa gán cho cái con virus này một cái từ rất là kỳ thị, đó là ông gọi là Kung Flu. Kung Fu, khi mà nói đến Kung Fu thì người ta nói đến là Trung Quốc rất là nổi tiếng về Kung Fu, thì bây giờ ông bảo là Kung Flu. Nguyên văn của Tổng thống nói là chưa có cái bệnh nào mà có nhiều tên như cái bệnh này, tôi có thể gọi nó là Kung Flu. Và tôi có thể đặt ra 19-20 cái tên khác nhau. Thưa quý vị, cái vấn đề này là cái vấn đề cũng gây tranh cãi rất là nhiều. Vào ngày hôm nay thì phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc bà Kayleigh McEnany bà bảo rằng là Tổng thống không có kỳ thị. Tổng thống chỉ muốn nói đến cái nguồn gốc của cái con virus này mà thôi. Nhưng mà quý vị nhớ là vào tháng 3 đó, khi mà bà Kellyanne Conway, cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, thì trong một cái bài phỏng vấn thì bà bảo rằng cái từ này, cái term này đó, Kung Flu, nó rất là, nó kỳ thị. Nó kỳ thị đối với người gốc Á Châu. Bởi vì bà Kellyanne Conway, bà có trong cái máu của bà là 25% người gốc Á. Thưa quý vị, và cái phát ngôn của ông Donald Trump cũng gây sóng gió. Đó là hai cái điểm đáng chú ý. Ngoài ra vào tối hôm qua khi mà ông đánh bóng là kể từ khi ông nhậm chức đến nay, ông đã bổ nhiệm rất là nhiều thẩm phán Cộng Hòa, trong đó có hai người vào tối cao pháp viện là thẩm phán Neil Gorsuch và thẩm phán Brett Kavanaugh. Thì khi mà nghe đến tên ông Gorsuch thì ở dưới người ta bắt đầu bu, thưa quý vị, phản đối. Lý do tại sao? Quý vị biết là hồi thứ hai tuần trước khi mà tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết đứng về phía người lao động đồng tính luyến ái, thì trong đó cái lá phiếu của ông Gorsuch là lá phiếu quyết định. Cho nên cử tri của ông Donald Trump bất mãn đối với việc này. Thưa quý vị, tờ Atlantic vào sáng sớm ngày hôm qua đó, họ có một cái bài mà họ chớp được cái bức hình mà khi Tổng thống quay trở về từ Tulsa, từ Air Force One bước xuống, và thưa quý vị, rất là mệt mỏi. Cà vạt của ông đã bị cởi ra, đeo hai bên như vậy, áo cởi nút, tay cầm cái nón màu đỏ MAGA hat và đi rất là mệt mỏi. Quý vị có biết trước khi mà Tổng thống đến cái buổi vận động tranh cử đó, cái buổi vận động tranh cử mà nhân viên của ông bảo rằng hết sức là an toàn, thì đã có 6 nhân viên vận động tranh cử, người làm tại phiêu, những người này có 6 người bị nhiễm virus corona. Và ban vận động tranh cử cho biết là họ đã bị cô lập và họ đang truy xem thử là những nhân viên nào, những ai đã tiếp xúc với những người này. Và ngày hôm nay sau khi mà cái buổi vận động tranh cử này diễn ra thì có thêm 2 nhân viên nữa cũng được xác nhận dương tính với virus corona. Cái câu hỏi đặt ra là đến bao giờ thì sẽ có cái buổi vận động tranh cử thứ 2 diễn ra trong cái mùa đại dịch này. Mà sở dĩ thưa quý vị, thậm chí ông Chris Wallace, tức là sướng ngôn viên của đài Fox News đó, sướng ngôn viên rất là nổi tiếng, ngôi sao của Fox News, thì ông cũng đưa cái vấn đề này ra, ông chất vấn với phát ngôn nhân của ban vận động tranh cử của ông Donald Trump về vấn đề này. Tại vì ban vận động tranh cử của ông Donald Trump cũng như tổng thống đã lôi cái vấn đề mà người tham dự ra, họ tự đánh bóng và họ tự so sánh, họ bảo là họ thách đó, họ thách là Joe Biden có thể có một cái buổi tập hợp lớn như vậy. Thưa quý vị, truyền thông đúng là truyền thông họ thổi cái tin tức lên, nhưng mà ai đã bơm ngay từ đầu vào, ai đã đưa những cái giọt dầu đầu tiên vào cái ngọn lửa âm ỉ đó? Chính vì vậy mà bị mổ xẻ, bị đối chiếu, và ông Chris Wallace ông cũng đưa ra. Và ông bảo rằng những cái tấm hình mà chúng tôi có thật có ngay từ tại cái buổi vận động tranh cử đó là kháng phòng rất là nhiều chỗ còn trống. Và trước đó thì họ đã hủy cái bài phát biểu của ông Donald Trump
sẽ diễn ra ở bên ngoài. Và thưa quý vị, Hương Giang quay trở lại với Nguyễn Ngọc Mùi trước khi mà Hương Giang tiếp tục những cái bản tin chính trị. Thưa quý vị, về vấn đề kinh tế thì chúng tôi ngày hôm nay, thưa đầu tuần chúng tôi đề cập đến vấn đề thị trường lao động như thế nào, rồi vấn đề hoạt động về kinh tế hiện nay ra làm sao, rồi lạm phát giá cả như thế nào, rồi thị trường địa ốc như thế nào. Đó là những cái phần mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị để thấy cái tổng thể của nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay. Thưa quý vị biết rằng là cái vấn đề mà con virus này á, cái đại dịch này á, đã làm cho ngay cái con người của mình, rồi cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như nền kinh tế thế giới, nó đang bị suy sụp. Khi mà nó kéo theo suy sụp như vậy á, thì mọi người đều ở nhà thì như sản xuất lại không có. Cái thứ hai nữa, sản xuất không có á, thì quý vị thấy rằng là công nhân và thất nghiệp. Công nhân thất nghiệp thì kéo theo gì? Tức là chi tiêu, là hàng sẽ bớt đi. Rồi đặc biệt là giá dầu, quý vị. Thì với OPEC là sản xuất lại dầu rất là nhiều mà không có tiêu thụ. Trước đây là trong cộng tiêu thụ giá dầu rất là nhiều. Đó, cái thời kỳ mà quý vị còn nhớ là OPEC á, nó muốn chơi Mỹ, tức là lấy cái giá dầu để mà ép Mỹ làm điều này điều khác. Nhưng OPEC đã hiểu lầm. Thời kỳ đó Mỹ và OPEC ký một hiệp định, tức là mọi cái dầu sản xuất của OPEC á, nó có lấy đồng tiền đô la làm giá trị, làm thước cân để mà đo lường cái giá dầu trên thế giới. Do đó OPEC họ không thể làm điều đó. Nhưng OPEC có vực tống dầu ra. Thế thì Mỹ vẫn có dầu, quý vị. Dầu Mỹ là một trong những vựa dầu lớn nhất. Rồi sản xuất cái dầu để mà cân bằng cái đó. Do đó OPEC họ chịu thua. Thế như vậy, cái sản xuất, sản lượng ở trong cộng và Ấn Độ cũng bị cái đại dịch này. Do đó làm cho những cái sản phẩm không có được tiêu thụ. Tức là nhu cầu không có, công thì có, nhu cầu lại có. Và điều đó đồng thời là giá dầu nó hạ thấp xuống. Đó là hoạt động về cái kinh tế. Rồi về thị trường lao động của Mỹ như thế nào? Quý vị, hiện nay thì mặc dù rất là nhiều tiểu bang đã mở cửa cái nền kinh tế trở lại, tức là cho phép các cửa hàng, các quán bar, rồi vui chơi giải trí bắt đầu trở lại. Thì tuy nhiên, thì qua cái đợt mà biểu tình vừa rồi và đồng thời cái xét nghiệm vừa rồi thì phát hiện các cái tiểu bang hiện nay đang lên cao, thì như Florida, Arizona, South Carolina, vân vân. Thì như vậy, các cái tiểu bang đó họ đưa ra một cái lệnh có thể các nhà hàng hoặc là các cửa hàng bán lẻ có thể đóng cửa lại. Như vậy, kéo theo cái tỷ lệ thất nghiệp nó đi xuống. Thì hiện nay cái tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh, nếu theo tháng 4 thì 14.7, thì hiện nay khoảng là 13.3. Đó là con số người ta ước tính thôi. Còn thực ra là con số có thể là cao hơn. Đó là cái tỷ lệ thất nghiệp. Rồi, bây giờ cái lạm phát giá cả như thế nào? Thì quý vị thấy rằng bây giờ giá cả lạm phát á, thì nó rớt xuống là bất ngờ. Nhưng có cái, nó không đi quá đà, nó xuống quá cái con số mà sẽ rơi gọi là giảm phát. Quý vị còn nhớ năm 1990, thập niên năm 1990 ở Nhật Bản á, khi mà cái giá cả nó xuống sâu, tất cả mọi cái đều là khủng hoảng. Cái đồng tiền của Nhật á, đồng tiền yên của Nhật á, nó rớt xuống làm cho cái giá trị đồng tiền yên nó rơi vào giảm phát. Khi mà giảm phát á, để lấy lại được cái quân bình á, rất là lâu, quý vị có thể là khoảng 2 thập niên, có thể được, mất đến 20 năm, thì giống như Nhật Bản vậy. Như vậy, cái vấn đề lạm phát hiện nay á, vấn đề giá cả, thưa quý vị, nó giảm bất ngờ như vậy, nhưng có cả nó chưa đi quá sâu. Rồi điều kiện về tài chính của đất nước Mỹ hiện nay, thì hiện nay á, thì những người họ thất nghiệp, bây giờ họ mắc nợ về thế chấp, nhà cửa, về xe hơi, rồi mắc nợ về tiền học vấn trong 4 năm đại học, thì bây giờ họ đang gặp lại những khó khăn đó. Bây giờ nếu vay tiền nữa để mà trả nợ cái thẻ tín dụng của mình nữa, thì quý vị thấy, nhất là thẻ tín dụng á, quý vị thấy nếu như quý vị trả trễ á, tức là tiền lãi suất lên cao, thậm chí lên đến 27-25%, đến 30% luôn. À, thì còn cái này thế chấp nhà hoặc là xe hơi thì cố định hoặc là thời nợ tùy theo. Thế thì Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang, và đồng thời thị trường mở liên bang, họ có những kế hoạch để giải thoát những cái vấn đề này. Tức là họ tống tiền mua những cái trái phiếu của tư nhân,
của các công ty, ngay cả cái trái phiếu của các chính quyền địa phương cũng như các chính quyền của tiểu bang nữa. Đồng thời họ mua trái phiếu của hộ gia đình nữa. Đồng thời họ mua luôn những thẻ tín dụng xấu nữa để làm cho kinh tế nó phục hồi lại. Còn thị trường mở của liên bang thì họ cũng tống tiền ra để mua những cái thị trường chứng khoán thế chấp á, xấu, thưa quý vị. Thì đó là một trong những giải quyết hiện nay. Còn vấn đề nhà đất á, thì quý vị cũng thể theo dõi được. Thì trước đây chúng tôi cũng giống như quý vị vậy, nghĩ rằng trường hợp như thế này, tình trạng kinh tế thế này thì có thể nhà đất có thể giảm xuống. Nhưng không, thưa quý vị. Nhà cửa mà hiện có trên thị trường, trên khắp tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ á, vẫn khá hiếm để cho người nhu cầu. Thì mặc dù hiện nay nhu cầu vẫn là thấp chứ không phải không, nhưng cái số lượng nhà mà hiện có để bán trên thị trường càng thấp hơn nữa. Cái thứ nhất, những người mà họ sẵn sàng lên list để bán nhà thì họ chưa biết cái tình trạng bất ổn của kinh tế thế này, để không biết là giá nhà lên hay giá nhà xuống, thì là họ chần chừ không được, không lên list. Còn những người mua nhà lần đầu tiên hoặc những mua nhà đầu tư thì hiện nay một số họ đầu tư thì họ có thể là can đảm để mua nhà. Còn một số nhà mua nhà đầu tiên thì họ còn chừng gì còn sợ, và một số thất nghiệp không có đủ tiền để mà đào vào đó. Vì vậy thì chúng tôi muốn đưa cái doanh số bán nhà hiện nay cho quý vị thấy rằng là cái viễn cảnh của thị trường địa ốc như thế nào. Thị trường địa ốc mà doanh số nhà hiện có trong tháng 5 vừa rồi á đã giảm khoảng là 9.7% so với tháng 4. Còn nếu như điều chỉnh mà theo hàng năm á, thì con số này á, nó rớt xuống là khá nhiều so với năm 2019. Và cái tỷ lệ á, là khoảng là 3.9 triệu, tức là được đơn vị mà có sẵn ở trên thị trường địa ốc mà thôi. Rồi cái vấn đề á, mà cái tốc độ bán á, thì hiện nay tôi nếu so sánh tháng 5, 2019 và tháng 5 hiện nay thì tốc độ bán rất là chậm. Và chúng tôi đưa con số là tùy theo vùng, con số tăng hay là giảm như thế nào. Thì dù như là vùng ở Đông Bắc chẳng hạn, thì hiện nay doanh số bán hiện có đã giảm rồi, giảm khoảng 13%. Nếu như so sánh theo năm 2019, thì con số này giảm đến 29.9%, tức là gần 30%. Thì tuy nhiên con số doanh số bán giảm như vậy, nhưng giá lại không giảm, quý vị, giá lại tăng bao nhiêu phần trăm, tăng khoảng là 7.8% so với năm 2019. Bây giờ cái giá nhà trung bình ở miền Đông không á, tức là 327.000 rồi, thưa quý vị thấy. Như vậy cái nền kinh tế thế này mà thị trường địa ốc là vẫn như vậy so với năm 2018. Còn cái thị trường ở miền Trung Tây á, thì cái giá nhà hiện có để bán á, cũng giảm 10% so với năm 2019, nó định giảm 20.9%. Và cái giá nhà tăng là khoảng 3%. Cái giá nhà mà trung bình hiện nay khoảng là 227. Còn về vùng phía Nam á, thì giá cái doanh số nhà mà hiện có cũng giảm khoảng là 8%. So với năm 2019 là giảm đến 25%. Còn cái giá nhà là tăng khoảng là 2.1%. Và cái giá trung bình hiện nay khoảng 247.000. Còn về phía Tây á, thì quý vị thấy rằng là quý vị cũng mong muốn phía Tây có cái giá nhà giảm để mình dễ mua, phải không? Nhưng cái giá, cái doanh số nhà mà hiện có trên thị trường để mua cũng giảm khoảng là 11.1%. Nếu so với năm 2019, giảm đến 35.1%. Quý vị thấy rằng là nhà hiện có rất là hiếm như vậy, tại vì người ta đâu có lên list để nhà để bán. Và nếu như mà giá cả, thì mình nghĩ là giá cả giảm, tại người là giá cả ở phía Tây cũng tăng khoảng là 0.2%. Thì hiện nay cái giá trung bình nhà mình để mua khoảng là 400 ở phía Tây như vậy. Thì như vậy, bức tranh cái nền kinh tế như vậy, tuy là những người tiêu thụ mua sắm hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa có tính cách lâu dài giống như máy giặt, tủ lạnh vân vân, thì quý vị thấy hiện nay là giảm. Nhưng ngược lại, vấn đề tiêu dùng để mua nhà, mua xe hơi thì tuy là hiếm nhưng giá vẫn tăng, thưa quý vị. Trả lại hướng dẫn.
Dạ thưa quý vị, quay trở lại với cái buổi vận động tái tranh cử của Tổng thống tại Tulsa vào tối thứ Bảy, thì quý vị biết với cái tuyên bố của Tổng thống như vậy, tức là tôi chỉ thị cho nhân viên của tôi làm chậm lại xét nghiệm, thì vào ngay sau đó thì các cố vấn của Tổng thống họ tìm cách chữa cháy và họ bảo rằng cái câu nói của Tổng thống là chẳng qua là một câu nói đùa. Và quý vị biết là trước đó thì trong một cái buổi phỏng vấn thì Tổng thống cũng đưa cái thông tin này ra, vào ngày hôm nay khi được hỏi thì ông từ chối, tức là ông không có trả lời là liệu ông có phải là đã ra lệnh, đã chỉ thị cho nhân viên của mình làm chậm lại xét nghiệm hay không. Và thưa quý vị, có những cái bản tin mà trong thời gian vừa qua Hương Nhan không có chia sẻ với quý vị, có thể là do không có thời gian, có thể là do cái cách chọn lựa tin của mình, nhưng mà có hai cái bản tin mà Hương Nhan cố tình không đưa vào những cái phần tin của mình, nhưng mà là tại vì Tổng thống trong cái bài phát biểu vào tối thứ Bảy thì ông lại lôi ra, cho nên Hương Nhan cũng muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị biết là trong thời gian vừa qua thì truyền thông họ lôi ra mổ xẻ rất là nhiều về hai cái hình ảnh. Thứ nhất là Tổng thống khi mà đi cùng với một viên tướng sau khi có bài phát biểu và chào với các binh sĩ tại một căn cứ không quân, nếu Hương Nhan nhớ không nhầm, thì ông đã đi rất là chậm. Ông đi chậm cho nên là người ta đã đặt ra cái câu hỏi là tại sao Tổng thống lại đi chậm như vậy, ông có điều gì về sức khỏe hay không. Và những ngày vừa qua thì ông luôn luôn đính chính, ông bảo là không có chuyện đó, là tại vì cái đoạn đường đó nó rất là trơn, nó rất là trượt mà không có cái tay để cầm, để vịn. Và còn 10 cái bước cuối cùng thì ông đã chạy, thực ra ông không có chạy tại vì băng quay lại rất là rõ. Và thêm một lần nữa đó là trong một cái bài phát biểu trong một sự kiện vào tuần trước thì Tổng thống đã uống nước, cầm ly nước lên uống mà dùng cả hai tay, và điều này truyền thông cũng mổ xẻ. Hai cái bản tin này Hương Nhan không có đưa vào phần tin của mình, nhưng mà tại vì Tổng thống đem vào cái bài phát biểu của ông cho nên Hương Nhan phải chia sẻ với quý vị. Quý vị có biết đối với cái việc mà ông đi chậm chậm đó, ông đã dành hơn 1.700 từ để nói về vấn đề này, thưa quý vị, dài lê thê. Ông kể lại là mình đã bắt tay với khoảng, đã chào, đúng ra là chào khoảng 610. Rồi ông đã rất là mệt và ông có vài phát biểu, họ bảo ông phát biểu dưới cái nắng ông cũng không sao hết, chứ là lúc đó ông đã mệt rồi và ông đi cái đoạn đường đó đó. Rồi ông kể miêu tả từng chi tiết một, là ông nhìn giày của vị tướng có cao su, còn giày của ông thì không có cao su. Thưa quý vị, miên man về vấn đề này, xong rồi ông nhảy qua cái vấn đề là uống ly nước. Tại vì ông uống ly nước, nếu mà ông bảo rằng ông cầm một tay thì ông sợ nước nó sẽ đổ, nó làm rơi vào cái cà vạt của ông, mà cà vạt của ông, thưa quý vị, Tổng thống miên man về vấn đề đó. Và điều này nó nói lên thêm một cái tâm lý mà lâu nay chúng ta đã biết, tức là Tổng thống rất là coi trọng cái vẻ bề ngoài. Chính vì vậy mà càng lôi kéo sự chú ý của truyền thông vào nữa, và họ càng mổ xẻ nhiều hơn. Bây giờ, thưa quý vị, quay trở lại với cái cuốn sách của ông John Bolton, The Room Where Happen, sẽ được xuất bản vào ngày mai, bởi vì vào hôm thứ Bảy thì tòa đã chính thức cho phép ông John Bolton được xuất bản cuốn sách này. Bởi vì nói như theo lời của ông thẩm phán vào hôm thứ Sáu, đó là người Texas bảo là ngựa đã lên cương rồi, đã ra, đã sổng chuồng rồi thì khó mà giữ cương ngựa lại được. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà trong cái phán quyết của mình thì ông đã cũng đã dùng những lời của mắng Bolton rất là nhiều, và thẩm phán cũng cho rằng là Bolton đã vi phạm cái thỏa thuận là không tiết lộ thông tin. Nhưng mà ông, trong cái vị trí của ông vào lúc này, ông không thể ngăn cản được cuốn sách phát hành. Như vậy vào ngày mai thì cuốn sách sẽ được trình làm. Và quý vị biết những cái nội dung quan trọng Hương Nhan đã chia sẻ với quý vị rồi. Nhưng mà quý vị có biết là ông John Bolton trong cuốn sách của mình, tại vì càng ngày thì truyền thông càng đọc kỹ hơn, đọc nhiều hơn, thì họ càng chia sẻ những cái đoạn ở trong cuốn sách. John Bolton bảo rằng là tổng thống của chúng ta, ông không có cái kinh nghiệm về quản trị chính phủ, thì cái này chúng ta ai cũng biết rồi, bởi vì ông là chỉ có quản trị một công ty, mà công ty của gia đình, tức là công ty của chính ông. Quý vị phải phân biệt như vậy, tức là những cái vị mà CEO đó, những cái vị mà tổng giám đốc mà của công ty mướn, họ làm việc với một cái tư cách khác, tại vì họ phải bay, họ phải theo tuân thủ theo những cái quy định của công ty đó, họ phải bay theo cái hợp đồng của họ. Còn ông
Còn tổng thống của chúng ta, ông làm chủ, ông là CEO, ông là tổng giám đốc của một cái công ty, là công ty của ông, quy định là do ông đặt ra, tuân theo hay không tuân theo là tất cả nằm trong lòng bàn tay ông. Cho nên ông vào tòa bạch ốc với một cái phong cách như vậy. Và John Bolton bảo rằng tổng thống, cái từ mà John Bolton dùng là ngây thơ và nguy hiểm cho cái nền Cộng hòa của chúng ta. Lý do tại sao? Bởi vì ông không có một cái chiến lược chiến thuật nào cả. Toàn bộ ông không có một cái chiến lược chiến thuật, hoàn toàn ngẫu hứng. Một buổi sáng tổng thống có thể nghĩ vào vấn đề này, buổi trưa tổng thống gặp một người khác và ông có thể nghĩ trái ngược lại cái điều ông vừa nghĩ vào buổi sáng. Tức là tổng thống không có, và điều này nó phản ánh qua cái cuốn sách Art of the Deal của tổng thống, mà trong đó ông bảo rằng ông mở rộng cánh cửa, và thưa quý vị, nó đúng với phong cách. Và điều này làm cho ông John Bolton lo ngại là chính phủ, một quản trị, một chính phủ, một quốc gia không thể nào như vậy được, và nó nguy hiểm cho nền Cộng hòa. Hay là ông đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như là đối với Bắc Hàn, chúng ta không có chiến lược gì cả, mà khi trước đó thì tổng thống phải nói chỉ trích, nhục mạ Kim Jong Un bằng nhiều cái ngôn từ của ông, rồi sau đó bắt đầu êm dịu, là tại vì khi mà nghĩ tới cái vấn đề là được chụp hình với một nhà độc tài, một người lâu nay giữ kín ở trên thế giới, không có quan hệ với ai cả, thì bức hình đó, tấm hình đó sẽ là một tấm hình lịch sử. Và cái điều này nó thôi thúc tổng thống. Chính vì vậy mà khi Mỹ tới đó, khi Mỹ mà deal với Bắc Hàn, họ bị chơi trên, họ bị chơi dưới cơ. Bắc Hàn ở trên cơ của Mỹ. Thưa quý vị, những điều đó là những cái điều mà John Bolton tiết lộ ra trong cái cuốn sách của ông sẽ được xuất bản vào ngày mai. Và thưa quý vị, vào ngày thứ Bảy, tối thứ Sáu cho đến tối thứ Bảy, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì quý vị có biết là có một cái cuộc đối đầu căng thẳng diễn ra giữa ông Berman và ông William Barr. Ông Berman là biện lý Hoa Kỳ tại khu vực Nam New York, William Barr tổng trưởng tư pháp. Và hôm thứ Sáu, Nhân chia sẻ với quý vị, không biết Nhân chia sẻ hay là cái bản tin đó nó diễn ra sau cái phần mà Hương Nhân không có nhớ là vào thứ Sáu Hương Nhân có chia sẻ với quý vị hay không. Nhưng mà thưa quý vị, vào tối thứ Sáu theo giờ bờ đông, quý vị biết ông William Barr bất ngờ gửi ra một cái thông báo là sẽ thay thế ông biện lý Hoa Kỳ tại quận Nam New York, tức là ông Berman. Quý vị biết đây là vị công tố viên, một trong những công tố viên quyền lực nhất nước Mỹ. Sở dĩ Hương Nhân dùng chữ quyền lực, tại sao thưa quý vị? Văn phòng của ông điều tra Michael Cohen, cựu luật sư của tổng thống. Văn phòng của ông điều tra ai, quý vị biết? Luật sư hiện nay, luật sư của tổng thống hiện nay là ông Rudy Giuliani. Điều tra cộng sự của ông Giuliani và đang điều tra công ty của ông Donald Trump. Một công tố viên có năng lực và có quyền lực. Quý vị biết là bình thường đó, cái vị trí này là do tổng thống đề cử và Thượng viện chủng thuận, nhưng ông Berman lại không có như vậy. Ông được một thẩm phán, một quan tòa liên bang chỉ định vào cái ghế này, bởi vì trong một thời gian rất là dài, chính phủ của ông Donald Trump không có điền vào cái ghế này, cho nên ông Berman được một quan tòa liên bang. Bây giờ cái câu hỏi pháp lý đặt ra là bây giờ liệu thay thế cho ông theo cái thủ tục như vậy nó có hợp lý hay không, thì Hương Nhân sẽ quay trở lại với quý vị trong một cái chương trình khác. Bây giờ Hương Nhân trở lại. Ngày thứ Sáu, ông William Barr đã gặp gỡ ông Berman và đề nghị ông Berman là nên rút lui, từ chức, quay về Bộ Tư pháp làm việc, làm sếp của một cái bang. Quý vị, ông Berman đã từ chối. Và bất ngờ tối thứ Sáu thì William Barr gửi ra thông báo là bây giờ sẽ thay thế ông Berman, và thay thế bằng ai? Đó là ông Jay, ông Clayton. Clayton là chủ tịch ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch. Bởi vì thưa quý vị, truyền thông cho biết là ông Clayton đã bày tỏ với ông William Barr là ông muốn quay trở lại New York, cho nên William Barr đồng ý. Và ông bảo ông chia sẻ với tổng thống thì tổng thống đã chấp nhận chuyện này, phê chuẩn chuyện này, và đề nghị ông Berman từ chức rút lui. Và trong thời gian mà chờ Thượng viện chủng thuận ông Clayton thì sẽ chỉ định biện lý của khu vực New Jersey thay thế ông Berman tạm quyền giữ chức lãnh đạo văn phòng này ở quận Nam New York. Và một tiếng đồng hồ sau, ông Berman gửi ra một cái tuyên bố bảo rằng ông không có từ chức.
ông không từ chức bởi vì là nó không có đi theo thủ tục, và ông sẽ giữ nguyên cái vị trí của mình cho đến bao giờ có người thay thế mới được Thượng viện chuẩn thuận mà thôi. Và thưa quý vị, đầu giờ chiều ngày hôm qua, ngày thứ bảy thì quý vị biết là William Barr gửi ra một cái thông báo bảo rằng là sa thải ông Berman, và điều này đã được Tổng thống phê chuẩn. Sáng 10 giờ sáng thứ bảy thì ông Berman vẫn đến văn phòng làm việc và ông bảo tôi vẫn đi làm, tôi vẫn ở đây. Thì mấy tiếng đồng hồ sau, ông William Barr gửi ra thông báo là sa thải ông Berman. Và quý vị biết chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó trong một cái cuộc họp báo ngắn thôi thì Tổng thống bảo là ông không có dính dáng gì tới cái chuyện mà sa thải ông Berman cả. Ông bảo là chúng ta có một tổng trưởng tư pháp rất là tốt, và ông hỏi tôi thì ông là người lãnh đạo trong cái vấn đề này. Và mấy tiếng đồng hồ sau, vào tối ngày hôm qua theo giờ, tối ngày thứ bảy theo giờ bờ đông, thì quý vị biết ông Berman đã gửi ra một cái thông báo là chấp nhận rút lui. Lý do thưa quý vị, bởi vì trong cái thông báo sa thải của ông William Barr có một cái điểm thay đổi, tức là trước đó ông bảo rằng là ông sẽ chỉ định biện lý từ New Jersey sẽ take over tạm quyền cái văn phòng này. Nhưng mà ngày hôm thứ bảy thì ông gửi ra thông báo sa thải, ông nói rằng là bây giờ cấp phó cánh tay phải của ông Berman là sẽ tạm quyền lãnh đạo văn phòng này, tức là bà Audrey Straw, thưa quý vị, một công tố viên, một luật sư cũng khá là dày dặn kinh nghiệm, 72 tuổi rồi. Và chính vì vậy, theo lời của ông Berman cho biết là đúng theo thủ tục như vậy, và ông rất là tin tưởng vào cấp phó của mình, cho nên ông chấp nhận sẽ rút lui và chấm dứt một cái cuộc đối đầu căng thẳng. Cho đến giờ chúng ta chưa biết được lý do tại sao mà chính phủ của ông Donald Trump lại bất ngờ muốn đẩy ông Berman ra khỏi vị trí của ông. Có phải là vì ông đang điều tra, ông đã điều tra, ông đang điều tra luật sư của Tổng thống, cộng sự của luật sư Tổng thống cũng như công ty của Tổng thống hay không? Một số nguồn tin cho biết là ông William Barr lâu nay đó, ông ngứa mắt về cái chuyện là bởi vì văn phòng biện lý Hoa Kỳ tại quận Nam New York là một văn phòng hết sức là độc lập, tức là nó không chịu ảnh hưởng bởi Bộ Tư pháp, họ làm việc độc lập. Chính vì vậy mà William Barr ngứa mắt. Một số nguồn tin bảo rằng không có chuyện là William Barr muốn chặt các cuộc điều tra này lại, những cái cuộc điều tra mà ông Berman đang lãnh đạo. Thưa quý vị, dù gì thì lại thêm một người nữa, một người có năng lực, lại không có nằm trong cái đội ngũ thưa quý vị công tố viên ở Bộ Tư pháp. Và William Barr hiện nay bị chỉ trích rất là nhiều, ông bị chỉ trích lâu nay rồi thì bây giờ ông tiếp tục bị chỉ trích nữa. Trở lại với Nguyễn Ngọc Mùi. Thưa quý vị, thì quý vị còn nhớ là cách đây khoảng chưa đầy tháng nữa thì bên phía Trung Cộng, là Quốc hội Trung Cộng là thông qua một cái đạo luật là an ninh quốc gia là áp đặt cho Hồng Kông, tức là có nghĩa là rút lại cái sự tự do của dân Hồng Kông đi. Cái đó làm cho phía Quốc hội của Hoa Kỳ rất là bực mình lắm, rất là bực mình. Và khi mà nghe được điều đó thì phía Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, tức là ông Pompeo, đã cảnh cáo cho Trung Cộng không nên làm điều đó, và đồng thời cảnh cáo về Hồng Kông, nếu như Hồng Kông chấp nhận những cái sự kiện hoặc là những cái đạo luật mà của Quốc hội Trung Cộng ban hành như vậy á, thì Mỹ sẽ rút lại cái đặc quyền về tài chính, về kinh tế của Hồng Kông. Thì quý vị lần nhớ cái chuyện đó, thì sau khi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội họp lại, tức là chưa có những cái lệnh trừng phạt đối với Hồng Kông, nhưng Thượng viện của Hoa Kỳ, đồng thời Tổng thống Donald Trump đưa ra một quyết định, tức là trừng phạt với những cái cán bộ cao cấp của Trung Cộng cũng như những cán bộ cao cấp của Hồng Kông á, là có những visa đi Mỹ và có thể là tịch thu tài sản nếu như họ làm đi ngược lại cái chính sách đặc quyền đặc lợi của Hồng Kông mà phía Mỹ đã ký hiệp định với Hồng Kông rồi. Thế như vậy, thưa quý vị thấy rằng cái điều đó nó xảy ra, và đồng thời phía Mỹ cũng lên án Trung Cộng là đối xử với người mà Duy Ngô Nhĩ ở Tấn Cương á. Mà hiện nay Liên Hợp Quốc cho biết rằng là có khoảng hơn 2 triệu người
là thuộc về Hồi giáo ở Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ ở Tân Cương. Mà trong cuốn sách của ông John Bolton ông có nói rằng là cái đạo tổng thống Donald Trump cũng đồng ý với ông Tập Cận Bình đó. Ông Tập Cận Bình cũng đưa ra là cái vấn đề mà Tân Cương xây nhà tù á, hoặc là xây nhà tập trung cải tạo này kia nọ, thì tổng thống Donald Trump cũng đồng ý. Ồ, anh làm việc như vậy là tốt đó, cũng được đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng là Liên Hợp Quốc cho biết rằng là Trump cầm vi phạm về nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ như vậy ở Tân Cương. Thì ngày 17 tháng 6, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh của Thượng viện đưa lên, tức là áp đặt lệnh trừng phạt những cán bộ cao cấp của Hồng Kông cũng như Trung Cộng nếu như vi phạm cái đặc quyền đặc lợi của Hồng Kông, và đồng thời nếu như áp dụng cái đạo luật mà an ninh quốc gia tại Hồng Kông, thì những người này nếu đi qua Mỹ thì cái visa phải được Hoa Kỳ chấp nhận hay không chấp nhận, hoặc tài sản của họ ngay tại đất nước Mỹ hoặc ngay tại Hồng Kông. Thì sáng hôm nay thì Tổng thống Donald Trump ra một cuộc tuyên bố rằng là thôi, cái lệnh trừng phạt những cán bộ cao cấp của Trung Cộng và Hồng Kông nên hoãn lại cái đó. Nếu quý vị thấy ngày 17 tháng 6 thì ông ký, thì bây giờ ông hoãn lại. Thế thì khi mà hoãn lại như vậy, người ta đặt ra câu hỏi, ủa, tại sao trước đây Thượng viện của Hoa Kỳ và đồng thời Tổng thống đã ký ban hành cái luật này rồi, bây giờ tại sao là Tổng thống lại bây giờ là hoãn lại cái đạo luật này là như thế nào? Mà cái đạo luật này ấy, dành cho Bộ trưởng Bộ Tài chính áp đặt à, thì đặt câu hỏi như vậy thì Tổng thống Donald Trump trả lời à, bây giờ là quyền lợi của người Mỹ lên trên hết cái đã, cái đó nói sau. Bây giờ hỏi quyền lợi của người Mỹ như thế nào? Tại vì cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Cộng đã ký kết được giai đoạn 1. Và ông ta nói rằng 250 tỷ Mỹ kim hàng hóa là một cái con số lớn, làm mối lợi cho người dân của Hoa Kỳ. Do đó, tạm đình chỉ cái vấn đề mà áp dụng cái lệnh trừng phạt đối với những người cán bộ cao cấp của Trung Cộng như vậy. Thì tuần trước á, thì quý vị thấy rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Pompeo và đồng thời có Ủy viên Bộ Chính trị của Trung Cộng, tức là Dương Khiết Trì đã họp tại Hawaii, và hai bên cũng đã trao đổi qua cái hiệp thương á, về cuộc chiến trước thương mại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ á, thì hai bên nói rằng bây giờ tiếp tục tiếp xúc cái vấn đề đó. Mà trước đây thôi, khoảng 2 tuần thôi quý vị, thì ngay cả Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng vấn đề quan hệ ngoại giao, bất kỳ ngoại giao gì giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ chúng tôi đoàn tuyệt và chấm dứt. Thì tuy nhiên Tổng thống Donald Trump nói vậy thì các cố vấn kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Tổng thống Donald Trump thì giống ông Larry Fink chẳng hạn, hoặc là ông Mnuchin, thì ông nói, Tổng thống nói như vậy, nhưng cái hiệp định thương mại giai đoạn 1 hai bên vẫn làm việc rất là đều đặn, rất là phát triển. Và vừa rồi Dương Khiết Trì cũng nói vậy, chúng tôi làm việc rất là hợp tác, và Bộ Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Pompeo cũng xác nhận như vậy. Và có thể sắp tới đây thì phía Trung Cộng đó, họ có thể mua đầu tương rồi mua dầu ấy, mua dầu và đồng thời mua ngô của Mỹ để cho cái hiệp thương giai đoạn 1 được đổ chảy. Thì trong những tháng vừa qua thì phía Trung Cộng họ chỉ mua khoảng là 4.65 tỷ Mỹ kim mà thôi, thì con số rất là nhỏ, khoảng 13% trong cái kế hoạch mà thôi. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng Tổng thống Donald Trump hoãn lại cái luật trừng phạt thì hiện nay là chỉ có mối lợi cho người nông dân của Hoa Kỳ. Nhưng liệu cái điều này ông Lưu Hạc á, là một trong những người dẫn đầu về tòa án mà điều đình thương thuyết với phái đoàn của Hoa Kỳ, mà ông Lưu Hạc thì quý vị biết là một con cáo già sừng sỏ, đã nhiều lần cắt đứt vào 2 tuần vừa rồi thôi, ngay cả ông Lưu Hạc à, ông đã cắt đứt cái vấn đề chờ xem ở phía Mỹ phản ứng như thế nào. Bây giờ chúng tôi không có mua nông sản thực phẩm của Hoa Kỳ đã. Thì sáng hôm nay thì quyết định hoãn lại của Tổng thống Trump làm ra một sự tranh cãi, không biết liệu rằng mình cái hiệp thương cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ sẽ đi đến đâu nếu trong những ngày tháng sắp tới và cuộc bầu cử sắp tới nữa, thưa quý vị. Dạ,
Dạ thưa quý vị, bây giờ như Hương Giang nói là cái tình hình virus corona ở tại Mỹ nó đang tăng cao, và bây giờ cái con số nó lên gần 30 tiểu bang, mà trong 2 tuần qua có những cái con số nó gia tăng đột biến. Trong đó đáng ngại California, Texas, Florida, Arizona, đó là những cái tiểu bang mà đang trong tình trạng đáng ngại, và đáng ngại nhất là Florida, bởi vì quý vị biết là Florida đã bước qua cái con số hơn 100.000 người bị nhiễm virus corona, mặc dù cái con số tử vong thì nó thấp hơn, tức là nó vào khoảng hơn 3.000 người, nhưng mà quý vị biết là bây giờ cái năng lực bệnh viện của Florida nó đang gặp một số vấn đề, và cái số lượng giường bệnh nó còn chỉ có khoảng là 10% mà thôi. Đó là điều hết sức là lo ngại. Nhưng mà ông thống đốc của Florida, ông DeSantis, thì ông vẫn bảo rằng là không có chuyện mà Florida tái đóng cửa. Và thưa quý vị, ông thị trưởng thành phố Miami vào ngày hôm nay thông báo cho biết là thành phố sẽ tiến tới cái bước là bắt buộc người dân đi ra ngoài phải che mặt, phải mang mặt nạ, phải mang khẩu trang. Bên cạnh đó thì thống đốc của tiểu bang New York là ông Abbott thì ông tuyên bố là cái tình hình mà quay trở lại, tức là đóng cửa nền kinh tế của tiểu bang, là cái biện pháp cuối cùng nếu như mà không kiểm soát được cái nhiễm virus corona. California vào ngày hôm nay, vào lúc này đây, chúng tôi có hơn 187.000 người đã nhiễm virus corona và hơn 5.500 người đã tử vong. Quý vị biết là vào ngày hôm qua đó có khoảng là hơn 3.000 ca xác nhận dương tính với virus corona, thì vào ngày hôm nay cái con số này là hơn 5.000, thưa quý vị. Và chúng ta cái tâm lý là bây giờ chúng ta đã bước vào mùa hè rồi, thời tiết nó nắng nóng thêm thì virus nó đỡ, thưa quý vị. Nhưng mà thực ra 2 tuần vừa qua cái con số mà nó tăng rất là nhiều. Và California vào ngày hôm nay, ông thống đốc Gavin Newsom ông cho biết là 36% của những ca trong 2 tuần vừa qua, tức là trong 2 tuần vừa qua đó, thì nó chiếm trong 2 tuần vừa qua thôi, thì những cái ca mà nhiễm virus corona nó chiếm 36% trong tổng số các ca nhiễm virus corona của California. Và thứ 5 tuần trước thì thống đốc ban hành cái chuyện là bắt buộc mọi người dân ra ngoài phải che mặt, phải mang khẩu trang, mang mặt nạ. Thì một số các lực lượng thực thi công lực ở địa phương họ cho biết là họ sẽ không có thực thi vấn đề này, nhưng mà họ kêu gọi người dân phải tuân theo, nên tuân theo cái yêu cầu của ông thống đốc. Ngày hôm nay thì ông Gavin Newsom cùng với thêm 3 vị cựu thống đốc của California khác đã, thưa quý vị, kêu gọi người dân nên che mặt lại. Và bởi vì chúng ta vẫn chưa có thuốc chủng ngừa, chưa có thuốc điều trị chính thức, cho nên đây vẫn là một cái biện pháp mà nó có thể là giúp chúng ta ngăn ngừa được cái sự lây lan. Quý vị biết là cuối tuần qua tại thành phố Tulloch của tiểu bang California đã có trường hợp là một ông bố dẫn 2 cậu con trai còn nhỏ vào chợ Walmart, và cuối cùng cảnh sát đã được gọi đến đây để hộ tống ra ngoài, bởi vì 2 cậu bé này không có che mặt, không có khẩu trang, và ông bố đã tỏ ra hết sức là bực bội. Và quý vị có biết tại San Jose vào ngày hôm nay thì nhà chức trách kêu gọi là người dân cung cấp thông tin để có thể tìm ra một người phụ nữ, xác định được danh tính của người phụ nữ này. Đó là vào ngày 12 tháng 6 thì người phụ nữ này trong cái hàng dài người đứng trước Yorkland đó quý vị, để chờ mua cái kem dâu ua này, thì đã có một người phụ nữ khoảng 60 tuổi Mỹ trắng, bởi vì bực bội, bà trở nên bực bội và tức giận trước cái tình trạng là một người phụ nữ trước mặt có con nhỏ lại không có giữ cái giãn cách xã hội theo đúng cái yêu cầu. Và cuối cùng người phụ nữ đằng trước bà đó, tức là có cái xe đẩy trong đó có một em bé 1 tuổi, và người phụ nữ này bực quá kéo khẩu trang xuống và đã ho 2-3 lần vào mặt đứa trẻ 1 tuổi. Và bây giờ thưa quý vị, nhà chức trách đang truy tìm xác định danh tính của người này. Và quý vị có biết là cuối tuần vừa qua nước Mỹ đã có nhiều vụ bạo động, chẳng hạn như tại tiểu bang North Carolina đã có một cái vụ bắn mà khiến cho ít nhất là 2 người bị thiệt mạng. Tại Chicago có những cái vụ nổ súng liên tiếp xảy ra, tước đi sinh mạng của 12 người. Bởi vì hôm Chủ nhật là Father's Day, thưa quý vị, ngày của cha, cho nên đã có rất là nhiều gia đình họ tổ chức ăn tiệc ở trong nhà. Và cảnh sát làm việc hết sức là, thưa quý vị, mệt mỏi, nhưng mà các cuộc biểu tình thì vẫn diễn ra. Quý vị biết vào ngày Juneteenth đó, tại vùng vịnh San Francisco của chúng tôi thì biểu tình ôn hòa cũng có, nhưng mà biểu tình tại San Francisco thì rất là đáng tiếc đã diễn ra
là bạo động và người ta đã đập phá, đốt phá, đập vỡ cái bức tượng. Thưa quý vị, rất là đáng buồn. Và đây là những cái bản tin cuối cùng của Hương Giang trong phần tin ngày hôm nay. Không biết anh Nguyễn Ngọc Mùi có bản tin nào thì có thể là đi nhanh. Còn liên quan đến cái coronavirus, quý vị, thì hiện nay thì Hoa Kỳ cũng chưa có một loại thuốc nào hoặc là chưa có phương pháp nào để ngăn chặn cái virus này có một hiệu quả hết. Bởi vậy, với đó một số tiểu bang hiện nay đang mở cửa nền kinh tế trở lại và một số tiểu bang đã mở cửa rồi. Bây giờ người ta cũng lo ngại rằng bệnh dịch sẽ nó phát triển mạnh nữa. Do đó là họ đóng cửa, thì như hãng Apple chẳng hạn, bây giờ họ có thể là dự tính đóng cửa 11 cái tiệm của họ ở trong 4 tiểu bang, trong đó có Arizona, Florida, North Carolina và South Carolina. Thì khi mà Apple họ tuyên bố như vậy á, thì các nhà bán lẻ khác á, thì họ bây giờ họ không biết tính như thế nào đây. Thì với cái nền kinh tế càng ngày càng ảm đạm hơn nữa. Ở Utah cũng giống như ở Arizona thì bây giờ là họ tạm đình chỉ cái vấn đề mà mở cửa đó. Rồi phía bên Texas cũng vậy, Oregon cũng vậy. Oregon bây giờ họ tạm thời cũng không có mở cửa giống như trước đây nữa. Và các tiểu bang khác á, thì bây giờ là họ đã mở cửa, tái mở cửa lại cái nền kinh tế với điều kiện là có những cái quy luật rất là chặt chẽ của tiểu bang hoặc là của thành phố hoặc là chính quyền địa phương đưa ra. Ngay cả các công ty xe hơi đã khi nào mở cửa ra rồi quý vị, và các cái công ty mà thức ăn á, thịt á, gia cầm á, thì quý vị thấy đã mở cửa đó. Bây giờ nhân viên á, bị nhiễm virus tức là dương tính rất là cao, cái đó có trở ngại cho vấn đề này. Thì ngay cả ở miền Bắc Cali của chúng tôi, trong đó là khu Paterno, tức là một nơi mà bán iPhone và các thiết bị dụng cụ về cái công nghệ rất là nhiều, thì Cupertino thì hiện nay họ không bán ra cửa hàng giống như trước đây nữa, mà bây giờ họ vượt bán trên online vậy, tức là ngăn ngừa sự lây nhiễm. Và các cái nhà bán lẻ khác thì họ có thể rằng là cũng dọc theo cái mẫu mực như vậy để làm. Thì bên cạnh đó thì Walmart, Target chẳng hạn, thì bây giờ họ vẫn mở cửa nhưng vẫn theo những quy định. Thì như vậy thì quý vị thấy thì hiện nay cái tình trạng như vậy thì khó có thể cho cái nền kinh tế mà Hoa Kỳ có thể phục hồi một cách nhanh chóng được. Thì chủ tịch quỹ dự trữ liên bang ở Boston, tổng thống Eric Rosengren, thì ông ta nói rằng có thể phục hồi vào cuối năm nay. Thì cũng ngày hôm qua thì bên phía Trung Cộng thì họ nói rằng tức là cái trại gia cầm ở Tucson á, là một số người nhân viên đó họ bị nhiễm virus về dương tính, thì họ đang chấm dứt, không mua những cái hợp đồng còn lại nữa. Thì điều này cũng xảy ra năm 2014. Thì trường hợp này xảy ra như vậy, thì sau đó thì họ trở lại ký hợp đồng và mua tiếp tục. Thì không biết rằng cái đợt này bên phía Trung Cộng họ còn làm căng, họ làm eo gì nữa hay không. Đó là cái vấn đề vá ra hiện nay, thưa quý vị. Dạ thưa quý vị, bản tin cuối cùng vào ngày hôm nay, Tổng thống đã ký một sắc lệnh là tạm ngưng cấp cái visa chiếu kháng cho đến cuối năm 2020, áp dụng cho những loại nào? H1B visa, tức là loại mà dành cho những người mà có tay nghề cao. Cái thứ hai nữa là H2B visa, tức là dành cho nhân viên thời vụ, người lao động thời vụ. Loại thứ ba là H4, tức là dành cho spouse, tức là vợ hoặc chồng của nhân viên mà tay nghề cao, tức là của cái loại mà H1B đó. Và cái J1 là dành cho những người nhà nghiên cứu, những học giả. Và cái L1 là dành cho các vị quản trị, tức là dàn mà lãnh đạo của các công ty được luân chuyển khắp nơi. Thú vị, đây là 5 cái loại visa mà Tổng thống vừa mới ký cái sắc lệnh là tạm ngưng cho đến tháng 4, thì bây giờ tiếp tục cho đến cuối năm và có thể kéo dài cho đến sang năm thì chúng ta chưa biết. Đây là cái sắc lệnh mới và đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay. Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Mùi và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị, thưa quý vị, be safe, an toàn, giữ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin chào quý vị.